Sau Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby cũng mang con đến phim trường, tình trạng chật vật đến xót xa. Mới đây, paparazzi xứ Trung gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cậu con trai tưởng tượng của Triệu Lệ Dĩnh theo chân mẹ tới tận phim trường. Sự xuất hiện của cậu bé nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng bởi đây là lần hiếm hoi tưởng tượng lộ diện trước ống kính paparazzi. Sau hình ảnh đáng yêu của mẹ con Triệu Lệ Dĩnh thì vào tối 5 tháng 1, một tiểu hoa khác cũng bị bắt gặp mang theo con đi làm. Cụ thể, vào tối ngày 5 tháng 1, cánh săn ảnh Trung Quốc đã bắt trọn hình ảnh bà xã Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, tham gia buổi khai máy phim Mộ Sắc Tâm Ước đóng cùng Nhậm Gia Luân. Lúc này, Angela Baby đang nhanh chóng rời khỏi phim trường. Thế nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào nhân vật nhí đi cạnh bên. Đó không ai khác ngoài bé Bọt Biển Nhỏ, con trai 4 tuổi của vợ chồng giáo chủ. Có lẽ vì trời đã tối, Angela Baby mới nhanh chóng cùng con tiến ra xe để về khách sạn, không để chậm trễ giờ ngủ của bé. Mỹ nhân cô Phương Bất Tự Thưởng còn tự mình bế con vô cùng chật vật để tranh thủ thời gian. Điều này chứng tỏ cô rất thương yêu quý tử nhà mình. Dù không đành lòng mang con lên phim trường xô bồ, nhưng vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho con. Hiện tại đang là thời gian cận Tết, các ngôi sao đang vô cùng tất bật, chạy show để có một kỳ nghỉ năm mới dễ thở hơn. Khác với trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh, chuyện hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, tuy thường xuyên có lời vào lời ra nhưng nhìn chung vẫn ổn. Hai ngôi sao nổi tiếng showbiz vẫn dành hết tình cảm cho bé Bọt Biển Nhỏ, không để sự nghiệp tối mặt tối mày của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Mộ Sắc Tâm Ước thuộc thể loại phim hiện đại đô thị, dự kiến bao gồm 40 tập, lên sóng trong năm 2022. Phim kể về quá trình tự lạ thành thương của cố vấn tâm lý Lưu Hạ và tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn. Một lần Lưu Hạ cho Angela Baby thủ vai bắt gặp một cô gái có ý định nhảy cầu tự tử. Bằng chuyên môn của mình, Lưu Hạ đã cảm hóa được cô gái, giúp cô từ bỏ đi ý định tiêu cực. Sự việc này vô tình lọt vào tầm mắt của Kỳ Liên Sơn do Nhậm Gia Luân thủ vai. Tò mò về Lưu Hạ, anh chủ động liên lạc với cô, thỉnh giáo cô những vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình. Sau này họ cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em. Trong quá trình này, Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Trước đó, vào cuối năm 2021, khi tin đồn về sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Angela Baby vừa xuất hiện, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi. Trong đó, đại đa số đều cho rằng đạo diễn bộ phim khá mạo hiểm khi giao vai diễn lần này cho Nhậm Gia Luân và Angela Baby. Vì trên thực tế, ngoài độ nổi tiếng thì kỹ năng diễn xuất của cả hai đều không quá vượt trội, sẽ rất khó để tạo nên kiệt tác. Chưa kể, Angela Baby nổi tiếng diễn dở, từng bị giáo viên diễn xuất chê bai thẳng mặt khiến ai nấy ngán ngẩm. Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angela Baby, kỹ năng trừng mắt có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí nữa, thay vào đó hãy dành thời gian trau dồi diễn xuất, nếu không Baby sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới. Là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực của nghệ sĩ, Du Tư Hàm, biên kịch kiêm giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc chia sẻ. Theo Sina, sự nghiệp gần đây của Angela Baby xuống dốc nghiêm trọng do diễn xuất không tiến bộ sau 10 năm, cô khiến các đạo diễn, bạn diễn ngán ngẩm, sợ phải hợp tác cùng. Bù lại, Angela Baby phát triển mạnh ở mảng thời trang và show truyền hình. Thời gian qua, Angela Baby vướng lùm xùm với ekip Hungry Up Brothers 9, Running Man phiên bản Trung. Trong quá trình làm việc, nữ diễn viên bị tố mắc bệnh ngôi sao, thường đưa ra yêu sách vô lý. Nhiều đạo diễn và đơn vị sản xuất cũng tỏ vẻ dè chừng khi mời nữ diễn viên tham gia dự án của mình. Angela Baby rõ ràng đang rất loay hoay với sự nghiệp của mình. Gia nhập showbiz hơn 10 năm, cái cô để lại trong lòng khán giả là hình ảnh một bình hoa di động. Năng lực không có, lại không được lòng mọi người, thì khả năng vượt lại sự nghiệp là rất khó, Sina nhận xét. Người đẹp cũng vướng nhiều tin đồn như hẹn hò với Ngô Diệt Phàm, lừa gạt trai trẻ trốn thuế. Sự nghiệp trục trặc nhưng cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và Huỳnh Hiểu Minh cũng ồn ào không kém. Cả hai kết hôn từ năm 2015 và trở thành một trong những gia đình quyền lực nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên giữa họ luôn vướng tin đồn mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí ly hôn. Huỳnh Hiểu Minh lẫn Angela Baby một mực im lặng dù bị truyền thông chất vấn tại các sự kiện. Trong các dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, lễ nguyên tiêu, sinh nhật con trai, cặp đôi cũng dùng lý do lịch trình bận rộn để không ở bên nhau. Trong đợt quyên góp từ thiện hỗ trợ lũ lụt tại Hà Nam Trung Quốc, cả hai bị chê keo kiệt vì quyên góp tiền ít ỏi. Việc quyên góp riêng thay vì danh nghĩa vợ chồng càng khiến khán giả tin rằng hôn nhân của cả hai đã rạn nứt. Ngoài ra, nữ diễn viên còn vướng nghi vấn cặp kè với mỹ nam kém 9 tuổi Thái Từ Khôn.